Ok, và hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và mình là Phong Cận TV đây. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một trò chơi của MidiWorld mang tên Bác sĩ khám bệnh các bạn ơi. Thì hiện tại là mình đang gọi là chơi một con map gọi là khám bệnh cho bệnh nhân. Và bệnh nhân đầu tiên của mình là thấy là anh Mr. Vịt Đực mấy bạn ơi. Rồi còn một ông bác sĩ nữa đi chung với mình đâu ta? Ủa đâu? Sao dưới đó vậy? Té. Trời ơi, té xuống đó luôn. Coi luôn điểm hồi sinh nè. Ok, em xuống với anh đây. Hey. Trời ơi, tôi đạp lên mặt ổng sao tôi mất máu luôn ba. Vãi nồi. Ok, thì đây chính là anh bệnh nhân Mr. Vịt đó. Hôm nay mình sẽ khám bệnh cho anh Mr. Vịt cùng với lại là anh Siro là bác sĩ gọi là phụ mình để khám bệnh cho Vịt mấy bạn ơi. Đó, để mình xem thử hồ sơ bệnh án của Vịt là gì nha. À, hồ sơ bệnh án nè. À, bệnh nhân Mr. Vịt cục xì lam màu vàng, do Vịt hay chọi nhau với Timmy nên đã bị thương. Ôi, ông Vịt ổng sai quá mấy bạn ơi. Nghĩ sao mà đi quấn lộn với Timmy? Con Timmy nó đè ổng thôi, ổng cũng chết nữa. Nghĩ sao quấn lộn Timmy vậy? Ok, hãy lau hết máu cho Mr. Vịt. Rồi, ok, tội nghiệp ổng quá. Trời ơi, quấn nhau với Timmy chứ đè cho phọt cả máu luôn. Trời ơi trời. Nè nè Rô, giờ em đưa anh cái máy khoan nè, với lại một số gọi là dụng cụ nè. Anh hãy phụ em khám bệnh cho Vịt nhé. Ok, ok. Để mình xem coi bây giờ mình sẽ gọi là khám bệnh cho Vịt. À, ôi máu cái gì đâu mà máu chảy tùm lum tùm la luôn các bạn ơi. Đó, mấy cái lóc nào mà có đúng màu mình sẽ đặt vào. Đó, màu trắng nè. Một hai cái màu này màu da nè. Trời ơi, Vịt ơi là Vịt nghĩ sao đi quýnh nhau với Timmy chi? Để cho nó quýnh mọt cả máu ra như thế này sao anh? Có cần lột quần ổng ra coi trong thiếu gì không mày? Ừ, biết đâu bên trong có bị chảy máu sao anh nha. Trời ơi ơi, bị Timmy quýnh mà chảy máu vú luôn các bạn ơi. Dịch bị Timmy quýnh chảy máu vú luôn à. Trời ơi là trời. Ok, băng máu lại. Khổ quá mà. Sao đâu? Cái quần ông bị rách rồi kìa. Đâu gì đâu, cũng có quần ông bị rách đâu. Phải rồi. Ui, mất tiêu luôn rồi rồi. Em nhớ là trong đây phải có một cái cục gì đó. Còn bây giờ Dịch đã bị mất tiêu cái cục đó luôn rồi. Trời ơi, đáng thương vậy. Để anh có cách. Anh sẽ để cái quần lắp lại. Đây. Trời ơi là trời, Dịch ơi là Dịch. Bị Timmy nó quýnh xong nó bẻ mất luôn cái kia luôn. Trời ơi là trời, nó bẻ mất cái kia của Dịch luôn rồi. Trời ơi là trời, thiệt luôn á. Không hiểu sao luôn. Rồi lắp lại nè. Rồi ok, xong rồi. Và bệnh nhân tiếp theo của chúng ta chính là Timmy Đù các bạn ơi. Ok, để mình xem thử hồ sơ của Timmy Đù nha. Bệnh nhân Timmy Đù. Timmy không đù hả? Sai rồi, đây là Timmy Đù. Do Timmy ăn quá nhiều đồ ngọt nên đã bị sâu răng. Bỏ phần răng sâu của Timmy. Ai thích thay răng thì thay, không thì cứ để. Thế nhai cơm cho ngon. Vãi nồi bà này ép vãi. Cái bà Kuma này ép vãi. Cho cái gì hồ sơ bệnh án gì ép vậy. Ok, rồi để đi xuống xem thử nha. À, đây là Timmy do ăn quá nhiều bánh kẹo cho nên là bị sâu răng các bạn ơi. Mấy bạn nhỏ nghe nè, đừng bao giờ ăn bánh kẹo nhiều nha các bạn. Sao anh? Nó ăn cái gì mà rắn đang thui từ lùi nè. Rắn đang thui từ lùi nè. Trời ơi là trời, không hiểu ăn cái méo gì mà cái hàm răng của nó kìa. Ôi. Khỏi thay đi. Khỏi thay đi, cho nó răng vậy luôn đi. Khoan từ. Để em xem coi bây giờ răng là cho nó là hàm răng trắng hả? Hay sao vậy? Thôi thay đi anh, thay nó đi. Nhưng mà mình sẽ cho nó răng hô, anh hiểu không? Mình sẽ cho nó có một hàm răng hô. Đó, cho nguyên cái hàm răng. Khoan, sẽ cho nó nguyên cái hàm răng cá mập luôn các bạn ơi. Em sẽ trang trí cho anh Timmy nguyên hàm răng cá mập luôn, anh hiểu không? Cho nó kiểu như là răng này. Răng kiểu răng cá mập luôn, không phải răng bình thường nữa. Rồi. Ok, bệnh nhân tiếp theo. Bệnh nhân tiếp theo. Hả? Sao anh? Mày đang đi chữa bệnh mà tại sao mày lại nằm dưới đó vậy? Ủa kìa, sao em nằm dưới đó vậy? Ủa gì? Bệnh nhân tiếp theo chính là Phong Cận TV. Vãi nồi, tại sao mình lại bị bệnh? Mình đang khỏe rành ra. Bệnh thiệt rồi nè các bạn. Mình bệnh thiệt rồi nè. Ông đánh mình cái mình rơi xuống mình chết. Mình bệnh thiệt luôn rồi nè. Go! Nghĩ sao giết em vậy đâu? Ok, để mình qua lại. Ôi trời ơi, Phong Cận TV bị cái gì đây? Trời ơi là trời. Ôi các bạn à, các bạn này phải bổ sung thêm nha. Là Phong Cận đẹp trai nha. Không để là Phong Cận không nha. Để là Phong Cận đẹp trai nha các bạn. Trời ơi, cái gì đó mà Phong Cận bị cái gì vậy ta? Để xem hồ sơ bệnh án coi. Có gì màu đen trong đây nữa nè. Ok, để mình xem hồ sơ bệnh án của Phong Cận TV coi. Phong Cận TV. Bệnh nhân Phong Cận TV, Phong Zido. Ôi bà này biết tên ngày xưa của mình luôn nè. Do Phong hay xem phim ma vào đêm nên đã bị đau mắt. Chữa và làm lại mắt cho Phong. Vãi nồi, xem phim ma với ta. Anh quá đen lắm nha Rô nha. Từ nãy giờ cho em té mấy lần nha Rô nha.
Ok trời bạn ơi, tại sao buổi tối lại còn trốn đi coi phim ma cho bị đau mắt, trời ơi là trời. Trời ơi, bị đau mắt đó nữa mà con mắt em nó đỏ chót lên rồi. Mà mắt liên quan tới cái gì mà máu tùm lum phụt ra tùm lum chơi vậy? Ừ, hay là coi phim ma sợ quá nổi mà phụt máu mắt luôn. Ok trời ơi. Mắt không đâu. Ờ giờ đập ra thấy mất mất con mắt luôn, anh không còn con mắt nữa rồi. Trời ơi Phong ơi, là Phong ơi, dại dột quá vậy Phong ơi. Ok, xây cho nó cho em con mắt đi anh. Ơi, xây cho em con mắt. À bây giờ em nghĩ là chúng ta sẽ xây cho em một con mắt kiểu dạng là lòi lòi ra xíu anh. Lòi lòi ra xíu nhìn cho nó đẹp anh hiểu không? Nè, để em xây cho coi nè. Anh có biết xây kiểu mắt mắt lòi không? Thế này nè. Rồi, lấy khói màu đen ra. Thấy không? À, mắt tròn tròn vậy nè. Ờ, sau đó xây cao lên thêm mấy lóc nữa là thành một con mắt lòi anh hiểu không? Ờ. À, không cận tivi là tôi trước giờ là bị cận cho nên phải đeo kính, bây giờ cho con mắt lòi vô cái là khỏi cần đeo kính luôn. Cao hơn nữa anh, cao hơn. Thêm 3 block nữa đi. Đó, cao thêm 3 block nữa. Rồi ok. Rồi xong, để mình xuống mình ngắm mắt của Phong cận tivi coi các bạn ơi. Đây là Phong mắt lòi tivi nha các bạn, chứ không phải Phong cận tivi nữa rồi. Phong lòi tivi. Phải rồi. À, tính ra em kêu anh cho nó lòi lòi nhẹ nhẹ thôi, anh cho nó lòi kiểu đạo phẩm nó đã lòi rồi mới còn bị lé đó anh ơi. Kinh phải nồi. Thôi, được rồi, thôi mình đến với bệnh nhân tiếp theo đi. Khổ quá mà ông Rô này, ông sáng tạo quá. Tí nữa mà mấy tối nay mà em ngủ, sáng mai em dậy mà em thấy mắt em bị lòi thiệt đó, Rô đừng tính. Đừng có trách em nha Rô. Ok. Ok. Và bệnh nhân tiếp theo chính là Camui. Camui. Camui là idol của Shiro bạn ơi. Xuống nè, xuống. Xuống nè. Rồi Camui à, chắc là học bắt cua chung với Shiro xong bị gãy giò các bạn ơi. Ok để mình xem coi Shiro lộn nhầm, Camui bị gì nha. Rồi để xem mới coi. Lấy cái hồ sơ bệnh án của Camui ra nè. Đó Camui, để xem coi Camui bị gì nha. Tội nghiệp chị Camui quá, chị Camui hiền nhất tim tôi luôn mấy bạn ơi. Rồi. Chị Camui TV, trong lúc Camui đang tập bắt cua, thấy chưa mà nói đúng mà, thì vô tình đã bị vấp té nên đã bị gãy chân. Trời tội nghiệp vậy. Lau hết máu và làm lại phần xương bị gãy cho Camui. Ok. Tính ra là cái căn bệnh của Camui là nặng nhất nè. Ok để mình xuống chữa trị cho chị Camui thôi. Ơ chị Camui, anh Rô, bây giờ thay vì chúng ta gọi là lắp chân cho bả, thôi mình chặt luôn cái chân bên còn lại đi. Được đây. Hợp lý, em sẽ xuống em chặt luôn cái chân còn lại của bả. Chặt okay. Đi, chặt đi. Ok rồi, bây giờ chúng ta sẽ lau vết máu cho chị Camui nè. Đó, lau vết máu nè. Ơi, bả có cái đôi dép. Bây giờ mình không có dép hả? Ok, có dép. Ok. Rồi, lau hết cái phần máu cho chị Camui nè. Ok, lau đi. Ơi, tính ra còn gì lắp phần xương, xương mà có bị gãy đâu. À không, xương bên trong này đúng không? Ôi, xương bị gãy nè các bạn ơi, thấy không nè. Xương bị đứt khúc rồi nè. Để đập lại xem coi. Rồi, em chui được vô trong người bà Camui luôn rồi nè. Ok, lắp xương cho bà anh. ở trong đó nha Rô, tạm biệt anh. Trời ơi, sao anh không ở trong đó luôn, cho anh trong đó luôn. Xong cái 9 tháng 10 ngày sau bà đẻ ra. Ok. Rồi lượm cái màu xanh lại nè. Rồi. Bây giờ mình sẽ lắp cái quần vô. Rồi, chị Camui đã có quần. Rồi. Rồi. Đó. Rồi, chị Camui đã có gọi là một cái bàn chân hoàn chỉnh. Chân của chị Camui đã trở lại bình thường, không bị gì nữa. Ủa bên đó có gì ạ? Ở đây có một đống kim cương. Đống kim cương. Win. Ok, bên đây win nè. Khoan hai từ từ để chào mọi người đã. Ok các bạn ơi, thì bọn mình đã win được cái con map này rồi. Trời ơi, tính ra chữa bệnh cũng đơn giản mà đúng không? Trong lúc chữa bệnh mình còn gọi là cái gì vậy đâu? Anh ăn trộm kim cương đem về hả? Nghĩ sao đi lấy kim cương của ta? Ai chẳng có lúc muốn làm giàu em. Trời ơi, nghĩ sao lấy kim cương, lấy tí nữa chia cho em nha. Okay. Ok các bạn ơi, thì coi như là bọn mình đã có thể khám bệnh cho các thành viên của Hero Team rồi. Và nói thật là bọn mình không những khám bệnh mà bọn mình còn phẫu thuật thẩm mỹ, tặng cho con mắt, tặng cho cái mũi, tặng cho cái chân, cái kiểu. Họ bọn mình thật là những bác sĩ gọi là lương y như từ mẫu các bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta hãy ăn sao để win nha các bạn. Và các bạn đừng quên là nhấn vào nút like ủng hộ video này. Và hãy nhấn vào nút subscribe đăng ký ủng hộ cho các thành viên của Team Hero đó nha. Ok, để mình ăn sao mà win thôi các bạn ơi. Tưng. Rồi, ăn sao mà win thôi. Tưng, win. Sao chưa win nữa. Ok, đây qua đây ăn thêm ở đây nữa. 15 sao mới win. Ủa? 16 sao luôn anh mà chưa win luôn anh. Vậy giờ sao win? Ok thôi, win bằng cách là đập thêm ngôi sao này nữa là win nè. Đó, đập thêm ngôi sao nữa là win anh ơi. Ok, lấy thêm ngôi sao trên đây nữa là đủ 17 ngôi sao nè.
Win, thôi mệt quá thoát đi đâu.